Đây. Wow. Nào cho ai các bạn? À chứ thêm á. Đây các bạn, thêm mày uống gì nè? Nói cô trước á. Hot chocolate. Thêm mày uống chocolate các bạn. Nghĩa là nóng, uống nóng á. Còn Chana là uống nước đó. Còn mẹ mày là uống cà phê. Bây giờ thì ba mẹ con sẽ ăn bánh mì với lại cheese mì mới vừa làm xong đây các bạn. That looks yummy. That looks so sticky. Đây. Wow. Nào cho ai đây? Cho con. Ok, một miếng cho Chana, một miếng cho Tammy. Cái này là Chana rất là thích cheese này luôn các bạn. Okay. Lúc nào mỗi đứa cầm một cái đó. Good. Mình sẽ bẻ cho các bạn coi nhé, cho nó đẹp nhé. Bẻ hai miếng luôn. Mommy, how can I hold the drink? Oh my god, cái này nhiều cheese quá, nó không ra luôn các bạn ơi. Ok. Hai cái cầm không được. Of course it's good. Trắng kìa, trắng kìa. Kéo ra kìa. Mommy, of course she. Mommy, of course she loves it. It's cheese. Tại mình kêu chắc chắn là em thích được. Tại phô mai mà. Tại Thiên này rất là mê phô mai. Oh oh, are you okay? Ngon lắm bạn ơi. Mom, can you make sure Gigi doesn't watch this video? Can you make sure Gigi doesn't watch this video? Gigi không coi hả? No. Bạn muốn Gigi coi hay muốn Gigi không coi? I don't want you to watch this video. Why? Gì thèm hả? What? Sợ gì thèm hả? Yeah. Thế nào nói gì vậy? Smelling. Mà mới thèm hả? Nóng không? Để mẹ thử á. Trời ơi, xảo quá. Nó không có nóng. Cái ly nóng rồi, thôi uống thử đi. Cho em uống đi. Em mệt rồi. Uống thử đi, không có nóng đâu. Tại vì mẹ đổ nước lạnh mà. Ok, thế nào uống thử đi. I just smell it. Không uống hả? Smell thôi hả? Wait, what's wrong smelling again? What's this button? Để cho cô chú coi nè. Có khi nào bẻ cho cô chú coi cái. Bẻ cho miếng của con. Cái tay dơ quá các bạn ơi. Cái này hồi nãy mình cầm nhiều quá nó không có được các bạn ơi. Too much cheese. Mom, who's gonna eat that one? Nobody. Uống đi. Uống ngon uống đi. Ngon lắm. Uống đi, uống chocolate của chị hỏi chị đi. Chị cho em uống được không? Không nóng đâu. Uống thử. It's not hot. I'm almost done. Ngon hả? Bên này thì hot chocolate người ta bán cái size nhỏ các bạn, khoảng một đồng mấy thôi cũng rẻ. Mommy, what is Christmas cup? It's not Christmas anymore. Đâu sao không? Tay mẹ dơ quá, mẹ muốn rửa tay quá à? Mà mới kẹt không ra được. Không sao hả?
Okay. Uh-oh. What? What? Hmm? What? Nothing. Okay. Các bạn ơi, mình thấy bây giờ đó, hồi trước thật sự là My không bao giờ biết là làm YouTube là tương tác các bạn, mà bây giờ My mới biết thôi. Thì My cũng có ý như thế này cho các bạn tương tác đó. Ví dụ như là các bạn mà làm về đồ ăn đó, có thể các bạn sẽ tương tác với những người mà làm về đồ ăn hoặc là ăn uống thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn những người mà làm về đồ chơi đó thì các bạn có thể kiếm người nào mà làm về đồ chơi xong rồi tương tác các bạn. Cái này không phải là giống như Mary chẳng hạn, không phải là tại Mary không thích tương tác với mấy người làm đồ chơi các bạn. Mary nói thật là cái những người làm về đồ ăn đó, họ thích tìm hiểu về đồ ăn, ví dụ như là những người họ ăn món này món kia mình có thể học hỏi thêm nữa các bạn. Với lại thật sự mình thích về cái bên đó các bạn. Còn các bạn về làm về đồ chơi đó, chưa chắc thì các bạn thích những người mà làm về đồ ăn các bạn, nhưng mà nhiều khi các bạn vô coi để tương tác thôi. Thì để mình lâu dài đó thì các bạn nên tương tác với những người nào mà làm gần gần giống như mình. Còn ASMR hoặc là làm video ăn thì nó thì nó không có khác khác nhiều. Mày cũng đã từng làm video về đồ chơi các bạn. Dạ, bây giờ mày cũng đang suy nghĩ để mà làm cái đó. Chứ hồi trước á mày cũng làm về cái đó, nhưng mà khi mà mày làm về đồ chơi đó, thật sự mày không có thích coi về mấy đồ ăn đâu các bạn. Không thích coi về mấy đồ ăn. Còn bây giờ mày làm về đồ ăn đó, thật sự nói thật là về đồ chơi đó nó không có làm cho mày cảm thấy thích thú các bạn. Mày thích thú coi những người mà ăn hơn là làm về đồ chơi. Nên để mà lâu dài đó thì mình nghĩ các bạn nên tương tác với những người mà làm cùng lĩnh vực với mình đó, thì nó sẽ thành công hơn các bạn. Mình nghĩ là vậy. Chứ cứ tương tác hoài thì cũng không xong đâu các bạn. Tương tác hoài không xong, tại vì nhiều khi mình tương tác thôi chưa chắc là coi hết đâu các bạn. Tương tác để mà lâu dài á thì mình sẽ kiếm cái nào mà mình vừa học được, mà mình vừa học được mà mình cảm thấy thích thú nữa. Thêm miếng nữa thôi mà. Thêm miếng này nữa. No, thank you. Ăn thêm miếng nhỏ. Con phải ăn thêm miếng nữa. Chuyên nào chưa? Cái này có chuyên nào nè. Cái này có mami nè. Can I see the part of the back? Ăn gì á? Ăn đấy, thế nào ăn đấy, ăn hết cái đó ha. I can't. Yes. Con phải ăn hết mới được. I can't. There. Then drink. And to eat. Mày miếng của con nè. I'm almost done. I'm going to eat two more. Yeah, sắp hết rồi. Sắp hết rồi.
Mày bận đầm ở nhà các bạn. Sáng sớm thôi mày thức, nó thức sớm lắm, kêu mà mày ơi con bệnh bệnh tùm lum hết á, bệnh tùm lum hết á, đau đầu đau chân đau gì cũng đau, nó không chịu đi học. Mà chị Tha Mì không đi học là xe nào cũng phải nghỉ các bạn. Chứ chị Phượng thì hỏi để chị để chị Di dẫn nó đi học luôn. Nhưng mà My thì không 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 nỡ, với lại trời lạnh quá. Với lại chị Di cũng chưa có đủ tuổi, chưa có đủ tuổi để mà đưa nó đi học. Có món ăn ngon không kìa? Cái món này nó rất thích luôn. Xe nào ăn cheese không? Mẹ lấy cheese cho con. Ăn cheese không? Giống như là uống bia. Oh, cheese. Còn không? Còn chốc lại Chờ cái không? Ok, không muốn ăn nữa thôi. Ăn chưa chưa chắc cái đấy. Ok, uống hết chocolate lệch đâu hết. Muốn uống nữa mày làm nữa hết. Vậy 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 không? Chocolate đấy, phải không? Trời ơi, súc miệng luôn hả? Nhỏ này nó vui lắm các bạn, cái người nó lúc nào cũng kiểu như là vui vẻ rồi đó, không có buồn bã đâu, nhìn người của nó là thấy vui rồi. Đổ hết. Đổ hết nè. Đi lấy ghế đi con. Đi lấy ghế nhanh lên. Đi lên chứ. Ôi làm gì vậy? Xong các bạn ơi, bây giờ là vừa là buổi trưa vừa là buổi sáng luôn các bạn. Thức sớm nhưng mà hai đứa thì ăn giặt từ sáng sớm các bạn. Ăn giặt xong bây giờ là đâu rồi? Bây giờ là khoảng 11 giờ mấy rồi. Nghĩa là bây giờ là giờ ăn trưa thì giờ ăn đúng ra là cái này là bữa sáng đó, nhưng mà giờ ăn trưa của ba mẹ con chắc khoảng 2 giờ. Nên buổi tối là chắc là không biết mấy giờ luôn. Thôi mình cảm ơn các bạn nhé, mình sẽ hẹn gặp các bạn video tới nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mê mình nhé.